Thưa quý vị, những ngày cuối năm này, mặc dù thời tiết mưa rét nhưng nhiều ngư dân tại miền Trung vẫn nỗ lực vươn khơi để cung cấp hải sản cho thị trường dịp nghỉ Tết dương lịch. Những ngư dân này đang tất bật thay ngư lưới cụ, lấy lương thực, thực phẩm, nước đá chuẩn bị cho chuyến biển cuối cùng của năm. Mỗi người một việc, ai cũng tranh thủ thời gian để tàu sớm ra khơi và có thể trở về trước thời gian nghỉ Tết dương lịch. Trước Tết là nó cao vì là người ta chuẩn bị mua cá, mua thực phẩm, mua hải sản, người ta chuẩn bị ăn Tết là nó cao hơn là ngay vào dịp Tết. Thì thường là cứ vào trước Tết. Theo nhiều chủ tàu, thời gian gần đây mặc dù hoạt động đánh bắt có nhiều vất vả bởi điều kiện khắc nghiệt của thời tiết mưa rét, nhưng bù lại hải sản bán được giá hơn nên hầu hết các tàu đều cố gắng vượt khó, nỗ lực vươn khơi. Giá của cá nó cao hơn mọi khi. Trước đây là tầm 2 tháng. Cá từ 140, nay là lên được 180. Giá nó, nói chung bà con cũng phấn khởi. Với lại gặp dịp Tết này thì giá cá nó, người ta mua làm quà biếu rồi, nên là giá trị con cá nó cao. Mong thì sau giá cá nó cứ ổn định thì anh em đi làm thì kiếm cái Tết nó ấm no. Còn nói chung là cũng mong dầu giảm xuống thì đi làm cho anh em đi làm nó kiếm thêm được đồng lương, đồng gạo thì về nuôi gia đình. Giá hải sản tăng trong khi giá xăng dầu hạ nhiệt đang là động lực lớn để bà con vươn khơi trong những ngày này, bởi chi phí mỗi chuyến biển đã giảm khá nhiều so với trước đây. Cái chi phí nó giảm đi thì cái thu nhập của anh em lao động rồi đến chủ nhà nghề thì nó lại có thu nhập nó tăng lên. Có thể là cái cuộc sống tạm khá hơn chút. Vốn đã tấp nập, không khí tại cảng cá Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng càng nhộn nhịp hơn với công tác chuẩn bị vươn khơi của ngư dân. Trên những con tàu này, mọi người đều hy vọng về một chuyến biển bội thu ngày cuối năm.